Kính thưa quý vị, sau đây là một số tin nóng đáng chú ý và tôi đến từ tin nóng Cà phê 24 giờ. Cà Mau tiêu hủy 15 con chó do áp lực chống dịch. Cảnh sát giao thông Đà Nẵng tặng xe máy cho người dân về quê. Cháy ký túc xá ở Sài Gòn. Thành phố Hồ Chí Minh sau 10 ngày mở cửa. Và sau đây là một số thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, tiêu hủy 15 con chó do áp lực chống dịch. Cà Mau, lãnh đạo huyện Trần Văn Thời cho rằng, việc tiêu hủy đàn chó mèo do áp lực chống dịch COVID-19 và sức ép từ người dân trong và ngoài khu cách ly. Chiều ngày 10 tháng 10, ông Trần Tấn Công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời, chủ trì cuộc họp báo về thông tin tiêu hủy chó, mèo ở khu vực cách ly tập trung xã Khánh Hưng. Khánh Hưng tiếp nhận 7 người cùng 15 con chó và 1 con mèo về từ vùng dịch, tất cả được đưa vào khu cách ly tập trung, trường Trung học Phổ thông Khánh Hưng. Ban điều hành khu cách ly lấy mẫu test nhanh và PCR với 7 người này. Lúc này không có người quản lý nên 15 con chó và 1 con mèo được xác định của vợ chồng ông Phạm Minh Hùng, 49 tuổi, và vợ chồng người em đang chạy rông khiến nhiều người cách ly phản ứng. Sau đó 4 trong 5 người này của hai gia đình dương tính với COVID-19. Khi test nhanh, được bố trí ở chung một phòng, chờ kết quả PCR, đàn chó, mèo sụt dây, tiếp tục chạy trong khu cách ly. Tất cả được chủ nhân bắt, 4 chó lớn vào bao và 11 chó nhỏ, một con mèo bỏ rổ nhựa để ngoài phòng. Sáng hôm sau, người dân có ý kiến về việc động vật nuôi trong khu cách ly nên ban điều hành yêu cầu chủ nuôi không đảm bảo vệ sinh sẽ bị tiêu hủy. Lúc này gia đình người nuôi không có ý kiến gì. Những người phòng chống dịch vừa phải lo lắng, sắp xếp bố trí nơi ăn nghỉ, chăm sóc y tế cho người về quê, chủ của đàn chó mèo đều dương tính và dân bên ngoài gây áp lực về mối lo ngại lây lan dịch bệnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời nói và cho biết các lý do trên, ban điều hành quyết định tiêu hủy tất cả số chó mèo của hai gia đình này. Đến chiều ngày 9 tháng 10, 5 người trong hai gia đình về từ Long An đều có kết quả PCR dương tính với COVID-19 và được đưa đi cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời. Theo Chủ tịch huyện Trần Văn Thời, từ đầu tháng 10 đến nay, bà con lao động ngoài tỉnh trở về đông, huyện đem hết khả năng để đón, chăm sóc y tế hậu cần. Địa phương tổ chức 39 khu cách ly tập trung, hầu hết là các trường học, bố trí hơn 3.200 người vào. Tuy nhiên, người về từ địa phương không đoán trước nên việc sắp xếp, sàng lọc gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, người đứng đầu chính quyền địa phương cũng nhìn nhận, qua sự việc này, những người thực thi nhiệm vụ có hơi nóng vội, huyện sẽ chấn chỉnh, những điều chưa đúng sẽ được điều chỉnh cho đúng chỉ đạo và quy định. Trước đó, chủ đàn chó ông Phạm Minh Hùng, quê ở Bình Dương nhưng đến Long An làm thợ hồ, COVID-19 kéo dài khiến ông mất việc, gia đình gặp nhiều khó khăn. Hôm ngày 8 tháng 10, ông chở vợ và đàn chó bằng xe máy, theo vợ chồng người em về quê ở xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời tránh dịch. Khi hai gia đình 4 người lớn và một trẻ em 8 tuổi về tới xã Khánh Hưng, bị xác định nhiễm COVID-19 được địa phương đưa đi cách ly, đàn chó mèo của hai gia đình đều bị tiêu hủy. Cà Mau là một địa phương miền Tây đón lượng người lớn trở về quê trong thời gian qua. Thống kê từ tỉnh, từ ngày 1 tháng 10 đến nay, đón hơn 24.000 người từ các tỉnh, thành trở về địa phương, khiến khu vực cách ly tập trung quá tải. Đến nay tỉnh vẫn chưa quyết định bình thường mới như kế hoạch trước đó vào ngày 4 tháng 10. Cảnh sát Đà Nẵng tặng xe máy cho người dân về quê. Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng tặng 9 xe máy với người cùng khoản hỗ trợ làm biển số tại địa phương nơi cư trú cho người dân về quê. Trưa ngày 10 tháng 10, đoàn người khoảng 300 người chạy xe máy từ các tỉnh phía Nam dừng chân tại trạm hỗ trợ phía Nam hầm Hải Vân, thành phố Đà Nẵng. Cảnh sát giao thông Đà Nẵng kiểm tra phương tiện cũ hư hỏng để lên danh sách hỗ trợ. Lát sau, 8 người được chọn tặng xe máy mới của hãng Yamaha, vừa bá giải 29 tuổi người Mông, quê ở Nghệ An. Ngạc nhiên khi thấy công an gọi tên mình, đến khi lãnh đạo công an thành phố đến chúc mừng, cho tay chìa khóa chiếc xe máy mới, giải luống cuống không nói lên lời. Có người hỏi mang về cải xe cũ lẫn xe mới, giải gật đầu. Giải chở vợ và một con gái 11 tuổi đi 2 ngày qua từ Đồng Nai về tới Đà Nẵng, đôi mắt đỏ hoe vì mệt mỏi, thiếu ngủ. Hai vợ chồng vào Nam cạo mủ cao su thuê. Từ đầu năm nay, COVID-19 làm chúng tôi thất nghiệp, hết tiền nên về thôi. Giải nói và cho biết thêm, trên đường về quê chiếc Way nhiều lần đã chết máy. Hai vợ chồng Giải được nhóm tình nguyện trẻ Đà Nẵng giúp vận chuyển miễn phí bằng xe khách giường nằm từ trạm trung chuyển hầm Hải Vân ra đến Nghệ An trong chiều nay. Xe máy được vận chuyển riêng bằng xe tải. Chung niềm vui anh Đặng Minh Thái, 32 tuổi, quê ở Thừa Thiên Huế, nói rất xúc động khi chỉ còn cách quê nhà bên kia đèo Hải Vân lại được nhận xe máy mới. Tôi cảm ơn thành phố Đà Nẵng đã quan tâm đến những người dân nghèo. Anh nói cho biết đã chạy xe máy từ miền Tây về vì bị thất nghiệp. Đại tá Phan Ngọc Truyền, trưởng phòng cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng cho biết, trên hành trình về quê nhà có rất nhiều xe máy cũ, nát bị hư hỏng dọc đường, không đảm bảo kỹ thuật, gây nguy hiểm cho người dân, nhất là nhiều nhà phải chở theo con nhỏ.
Từ thực tế đó, Cảnh sát Giao thông thành phố Đà Nẵng đã trích quỹ cộng đồng, phòng tránh thiên tai và huy động nhà hảo tâm để mua tặng xe máy. Hai ngày qua, 9 xe máy đã được trao tặng cho người dân. Khi đi ngang qua Đà Nẵng, mỗi xe trị giá 20 triệu đồng, đã bao gồm chi phí làm biển số mới. Trực tiếp trao tay chìa khóa cho người dân, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quang ghi nhận những hành động đẹp của Cảnh sát Giao thông thành phố Đà Nẵng, được người dẫn đầu về quê, hỗ trợ xe máy mới để người dân lên đường bình an, tham mưu mở hầm Hải Vân cho bà con đi qua an toàn. Sau khi các tỉnh phía Nam nới lỏng giãn cách xã hội, 10 ngày nay hàng trăm nghìn người đã tìm cách về quê. Nhiều người chọn đi xe máy do vận tải hành khách bằng đường hàng không, đường bộ, đường sắt chưa khôi phục. Cháy ký túc xá ở Sài Gòn. Lửa bao trùm căn phòng tầng 4 của ký túc xá nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, khiến gần 60 sinh viên hoảng loạn tháo chạy. Trưa ngày 10 tháng 10, khoảng 10 giờ 30 phút, đám cháy bùng lên từ căn phòng rộng khoảng 20m2 tại ký túc xá 8 tầng của Đại học Kinh tế thành phố. Ít phút sau, lửa cháy nghi ngút kèm theo hơi khói đen bốc lên các tầng, khiến nhiều sinh viên đang ở trong phòng kế bên hoảng loạn, ôm laptop, ba lô chạy xuống tầng dưới. 6 xe cùng hơn 40 chiến sĩ được huy động đến hiện trường. Cảnh sát chặn đoạn đường 200m trước ký túc xá để tránh mảnh kính vỡ từ căn phòng cháy rơi trúng người đi đường. Lính cứu hỏa dương thang dùng vòi rồng dập lửa chống đám cháy lan sang. Nữ sinh Phương Vi sống ở căn phòng cháy cho biết sự việc xảy ra khi cô đóng cửa đi photo tài liệu và không nấu ăn trong phòng. Hỏa hoạn không gây thương vong, một số tài sản bị thiêu rụi, nhiều căn phòng bị ám khói đen. Nguyên nhân cháy đang được điều tra làm rõ. Ký túc xá của Đại học Kinh tế được xây dựng hơn 25 năm trước, sức chứa 800 người. Covid-19 bùng phát kéo dài nên phần lớn sinh viên đã trả phòng về quê. Thành phố Hồ Chí Minh sau 10 ngày mở cửa, quán xá mở trở lại, đường phố nhộn nhịp, đô thị lớn nhất cả nước phần nào lấy lại sức sống. Song thành phố đứng trước nguy cơ thiếu lao động do người dân đã về quê. Sau 120 ngày giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, đầu tháng 10 thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu mở cửa trở lại theo chỉ thị 18, từng bước khôi phục kinh tế ở giai đoạn bình thường mới. Trong một tuần đầu, nhiều doanh nghiệp hoạt động trở lại, hàng loạt ngành nghề, điểm kinh doanh mở cửa, góp phần khôi phục sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người dân. Thay đổi rõ nhất khi thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách xã hội, sau ngày 30 tháng 9 là khu vực nội thành, không còn chốt kiểm soát, giấy đi đường được bãi bỏ thay vì ai ở đâu ở yên đấy. Như gần 40 ngày trước đó, người dân có thẻ xanh COVID-19 có thể đi lại trên địa bàn thành phố với yêu cầu tuân thủ 5K, khai báo y tế qua ứng dụng của Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Công an. Theo cơ quan ngành nghề kinh doanh dịch vụ hoạt động trở lại, người dân có thẻ xanh COVID-19 có thể làm việc tại các trụ sở, đến các cơ quan đơn vị, liên hệ công tác giao dịch tại ngân hàng, đi siêu thị, chợ truyền thống để mua sắm, đến công viên tập thể dục. Công tác điều trị cũng có nhiều tín hiệu lạc quan khi liên tục 10 ngày qua số ca nhiễm theo ngày tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức trên dưới 2.000 người, số ca nhập viện luôn thấp hơn một nửa số xuất viện, đặc biệt số ca tử vong do COVID-19 được kéo xuống ở mức 2, con số suốt nhiều ngày, trong đó ngày thấp nhất ngày 8 tháng 10 còn 74 ca. Đây là những tín hiệu lạc quan cho thấy công tác phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đã đi đúng hướng và có hiệu quả rõ rệt. Ông Phạm Đức Hải nói, Phó Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 thành phố, quận Bình Tân hiện 21 quận huyện, thành phố Thủ Đức đã công bố và đủ tiêu chí kiểm soát dịch. Cùng với đó, tỷ lệ tiêm vaccine tại thành phố Hồ Chí Minh liên tục tăng lên, đến ngày 8 tháng 10, hơn 7 triệu người được tiêm mũi 1, đạt 97,8% tổng số trên 18 tuổi, và hơn 5 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi, đạt 70,3% dân số trên 18 tuổi. Tính đến ngày 9 tháng 10, tổng số ca tử vong do COVID-19 trong đợt dịch thứ tư tại thành phố Hồ Chí Minh là hơn 409.000 người và thành phố đang điều trị hơn 20.000 người, bệnh nhân và hơn 20.000 F0 được cách ly điều trị tại nhà. Dịch được kiểm soát, lực lượng chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh dần rút quân. Từ đầu tháng 10 khi thành phố bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội, lực lượng quân đội hỗ trợ cho thành phố hơn 2 tháng qua được tái cơ cấu lại, các đơn vị tăng cường chỉ tập trung vào những việc thực sự cần thiết, dần chuyển giao một số nhiệm vụ cho lực lượng ở địa phương. Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng sẽ rút quân, còn các đơn vị thuộc Quân khu 7 sẽ rút quân từ nay đến hết ngày 15 tháng 10, riêng lực lượng quân y duy trì đến hết tháng 11. Trước đó, trong cao điểm đợt dịch thứ tư, từ ngày 23 tháng 8, quân đội đã huy động 34.000 quân nhân, hơn 98.000 dân quân tự vệ, cũng 2.000 y bác sĩ và học viện quân y, chia làm 5 mũi đồng hành với Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch.